Đại bò Tư Chiến chào khách hôm nay là ngày 25 và 26. Ngày 26 tháng 4 năm 2022. Sớm bò về nó đăng 2 clip mình đăng lộn ngày, có ngày 24 hôm nay với ngày 26. Bò bị trại gồm có ba bê pháp kem. Mà chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo xem xét chuẩn bò xe nhà giao tận nơi du khách. Xe, bò chuẩn bị lên xe giao cho khách ở vùng chùa có con mộng à? Bò này bò kem trắng à, bò bê bê kem. Bò giao về khách ở vùng chùa gần trại bò, địa chỉ tại lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Bến Tre. Quý bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò xem xét chuẩn bò có xe nhà giao tận nơi, vô siêu đường nhỏ thì có xe lồng, đi đường lớn thì xe tải. Trại bò lúc nào có sẵn trong tay chốt. Giá tiền giao cho bò là 19 triệu rưỡi là có, 19 rưỡi là 3 con, 20 rưỡi là 2 con, 21 rưỡi là 4 con, 22 rưỡi là 4 con, 23 rưỡi là 6 con, 25 rưỡi là 5 con. Những cái lô bò pháp kem 3B. Tiếp tục tục thì sống về hai xe, xe lớn xe nhỏ, nhưng mà về xe nhỏ không có đăng, tự xuống không có đăng. Nên về tại có một mình cho nên xuống một xe sau không có quay. Tiếp tục về trại gồm có ba bê một xe. Ui chắc đi phụ đó nè, nắm chặt mày bò đó nha, nắm cho chặt nha, đứng đây nè, chào cái máy đứng một chỗ đứng đây.